nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên Nishino của đội tuyển Thái Lan đang gấp rút lên danh sách các cầu thủ được triệu tập. Theo đó, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã xác định được 3 cái tên đầu tiên được gọi tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam. Nguồn tin của Siam Sport tiết lộ 3 cầu thủ được ông Nishino chấm là tiền vệ Anon Amolesak, Jaroensak Wungerns và tiền đạo Supachok Surachat. 2 trong số 3 cầu thủ này chính là bại tướng của U23 Việt Nam khi U23 Thái Lan thảm bại 0-4 tại vòng loại U23 châu Á 2020. Hiện tại, Jaroensak là gương mặt nổi bật của Samut Prakan, đội bóng đang cạnh tranh ngôi đầu bảng Thái Lịch với Buriram United và Chiang Rai khi có 35 điểm sau 20 vòng đấu. Mùa giải này, Jaroensak nổi bật trong vai trò cầu thủ chạy cánh. Anh cũng chơi tốt ở vị trí tiền đạo, vừa cùng U23 Thái Lan dự Melian Cup ở Singapore. Gương mặt thứ hai là Aknon Amolesak, một cầu thủ cũng rất đa năng ở hàng tiền vệ. Aknon có vai trò quan trọng với Bangkok United, hiện xếp thứ tư tại Thái Lịch và là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch ở AF Cup 2018 và King's Cup 2019. Aknon đều được gọi vào đội tuyển Thái Lan nhưng bị loại khi rút gọn danh sách. Huấn luyện viên Akira Nishino đánh giá cao sự linh hoạt của Aknon. Cầu thủ 21 tuổi này đá tốt cả tiền vệ cánh cũng như tiền vệ công. Trường hợp còn lại không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Supachok Surachat của Buriram United. Supachok từng có 3 trận đấu cho Thái Lan trong màu áo U23 võ chiến. Anh từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở M150 Cup 2017. Mới đây, Supachok từng có tên trong đợt triệu tập của Thái Lan dự King's Cup 2019, nhưng sau đó được điều chuyển xuống làm thủ lĩnh U23 dự Melian Cup. Nhưng rồi anh cũng vắng mặt. Supachok là niềm tự hào của bóng đá Thái Lan. Anh cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lương Xuân Trường phải rời Buriram United. Sự linh hoạt và nhanh nhẹn của cầu thủ này được huấn luyện trưởng Buriram United đánh giá cao. Vì vậy, Xuân Trường thường xuyên phải ngồi dự bị nhường suất đá chính cho cầu thủ 21 tuổi. Huấn luyện viên Akira Nishino đang theo dõi tích cực các trận đấu tại Thái Lịch và cả những buổi tập của toàn bộ các đội bóng ở hai hạng đấu chuyên nghiệp cao nhất Thái Lan để tìm ra những nhân tố đấu Việt Nam. Ngoài 3 cái tên kể trên, huấn luyện viên Akira Nishino cũng chỉ ra 3 vũ khí quan trọng giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam tại vòng loại World Cup. Những nhân tố bí mật đó chính là Chanathip Songkrasin, Thirathorn Bumathan và Thitipan Pungchan, 3 cầu thủ đang thi đấu tại J-League. Huấn luyện viên Akira Nishino chia sẻ, đội tuyển Thái Lan có thể vươn tới đẳng cấp thế giới. Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy đội tuyển đạt thành tích đó. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của tôi là đưa đội tuyển Thái Lan trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Sau khi đến tham quan cơ sở đào tạo của các câu lạc bộ và theo dõi những trận đấu tại Thái League, tôi tin Thái Lan có thể chạm đến đích mà chúng ta mong muốn. Ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ phải hành quân đến làm khách trên sân của Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Nếu muốn giành vé đi tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cần giành chiến thắng ngay trên sân của người Thái.